Nghe nào. Hôm qua chị có cha mẹ chị xuống coi nhà lại không? Có em. Dạ. Thấy mẹ chị thích không chị? Nói chung thì cũng được. Dạ. Bây giờ thích không thích cũng mua rồi. Dạ. Bán cũng rồi hết đó chị. Còn căn nữa thôi chị. Ờ thì nghe cái cô kế bên nó hình như bán nữa rồi. Còn có căn à. Dạ dạ. Rồi gì thằng gì nó nói là cỡ 10 ngày nữa ấy ấy thêm 200 đặng ra sổ gì á. Dạ đúng rồi chị, ra công chứng hết chị. Ờ đúng rồi, nó ra sổ trước luôn. Rồi xong rồi chừng nào. Ủa thí dụ vậy mình thí dụ mà mình coi ngày được không á, mình lúc mà mình đặt 200 thêm 200 á, rồi mình có thể nào mà mình vô trước mình sửa chữa không? Được chị. Được phải không? Rồi tới lúc đó chị nói em tiếng ha. Là chị vô dự định xây lên cái bậc lên làm bàn thờ á. Dạ dạ. Rồi đặng mốt dọn vô. Dạ. Ừ, rồi cảm ơn em nha. Dạ dạ dạ. Rồi chào em. Dạ. Căn nhà này em đã review rất nhiều rồi các anh chị. Một căn nhà rất là đẹp luôn, ngay chợ Bình Chánh. Và cách nhà thờ Bình Chánh chỉ khoảng 1 cây số. Giá đầy đủ là 880 triệu. Hướng chính của căn nhà là hướng đông bắc nha các chị. Hẻm này là hẻm xe hơi. Đây các chị thấy có xe hơi đi vô nhà luôn nè. Ngang 3,5m, dài 8,5m trong nhà. Chưa tính sân 4m nha các anh chị. Sân chung 4m. Căn nhà của chúng ta gồm 1 trệt 1 lầu, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Giếng trời rất là thông thoáng anh chị. Đây là mặt trước của căn nhà. Kiểu mẫu là kiểu hiện đại các anh chị. Sân này trước nhà là sân 4m. Hiện tại thì bên em chỉ còn một căn duy nhất, giá 880 anh chị. Các anh chị nhanh chân thì mình có thể mua. Sổ hồng riêng từng căn một. Đó, mỗi căn một sổ nha các anh chị. Và sẽ ra sổ cho mỗi khách hàng một sổ luôn các anh chị nha. Đó, hẻm xe hơi 4m vào đàng hoàng. Cách nhà thờ Bình Chánh khoảng 1 cây số thôi các anh chị. Các anh chị nhanh chân mình có thể sở hữu được căn nhà này với giá là 880 triệu. Nhớ đăng ký kênh giúp em để mình nhận được những thông báo mới nhất từ kênh này. Nhà rất đẹp luôn anh chị ơi. Nhà được xây mới 2021. Cách chợ Bình Chánh khoảng 1,5 cây và cách nhà thờ khoảng 1 cây. Đường trước nhà là đường 4m luôn các chị. Hẻm xe hơi nha, xe hơi vô tới nhà luôn, quay đầu vô tư luôn. Ở đằng trước thì mình có một lớp cửa kính. Phòng khách này khá là rộng nha, ngang 3,5m, dài 8,5m trong nhà và sân là 4m. Các anh chị có thể thấy là đây là một căn nhà giá tốt nhất hiện tại, hẻm xe hơi. Nếu mà mình đi coi nhiều nhà thì mình sẽ biết được đây là cái giá phải chăng của chủ đầu tư. Bếp thì mình có tủ trên và tủ dưới. Nhà vệ sinh bên dưới luôn các chị nha. Các anh chị có nhu cầu hãy liên hệ ngay số điện thoại 0906 485 209 để mình được đi xem nhà. Và để được tư vấn cũng như là mua căn nhà này với giá chính chủ đầu tư luôn các chị. Ở ngoài thì bên em làm một cái lavabo cho các anh chị rửa tay khi mà chế biến thức ăn cũng như là đi vệ sinh xong. Đây nhà vệ sinh ở bên dưới, nằm ngay dưới cầu thang, tiết kiệm diện tích cho chúng ta. Căn nhà của chúng ta là hướng đông bắc các anh chị. Nhà rất là thông thoáng, ánh sáng đầy đủ, không khí trong lành. Gần nhà thờ, dân cư xung quanh rất là đông đúc. Ở kế bên nhà của chúng ta thì có một cái gara xe hơi. Cần thì chúng ta có thể gửi xe hơi theo tháng. Mỗi tháng đóng khoảng 700 ngàn tiền gửi xe. Còn nếu chúng ta đi xe máy thì chúng ta để ở trong nhà vô tư luôn các chị, không vấn đề gì hết. Nhà nào có xe hơi có thể gửi nha. Hoặc là mình có thể đậu trước nhà. Ngay dưới cầu thang mình làm một cái chỗ để mình để cái máy giặt sau này. Bậc thang làm bằng đá granite và cầu thang rất là chắc chắn ha. Ở trên đây thì là trần thạch cao. Ở tầng 1 thì có 2 phòng ngủ. Nhà vệ sinh ở cuối căn nhà. Ở đây có một cái giếng trời rất là thông thoáng anh chị. Nhà này thiết kế khá là thông minh nha. Ở đằng sau có giếng trời. Một căn nhà giá rẻ, đằng sau có giếng trời thì khá là tốt nè. Giếng trời này giúp cho không khí lưu thông cũng như mình có thể lấy được ánh sáng tự nhiên. Ở trên cái giếng trời này thì đặt bồn nước nha các chị. Đó, giếng trời rất là thoáng. Căn nhà này chỉ có giá đầy đủ là 880 triệu. Giá đầy đủ, không thêm không bớt, không phát sinh chi phí gì.
bao đầy đủ giấy tờ sang tên cho các anh chị luôn. Và hiện tại chỉ còn một căn duy nhất này các anh chị hãy sở hữu nha. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Bên tay phải có cái cửa sổ hướng ra cầu thang giúp cho cái phòng ngủ mình thông thoáng ha. Hai phòng ngủ này đều thông thoáng có cửa sổ luôn. Trên là trần la phong thạch cao. Tất cả các cửa ở đây thì làm bằng sắt và kính cường lực. Đây là phòng ngủ lớn nhất của căn nhà. Ở đằng trước thì mình có ban công, có cửa đi ra ngoài ban công. Và căn nhà này thì cách nhà thờ khoảng 1 cây số, đi xe hơi tới nhà luôn, và ra chợ Bình Chánh khoảng 1 cây rưỡi. Xung quanh đây rất là nhiều tiện ích, như là có rất là nhiều các nhà máy xí nghiệp, bệnh viện, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, chợ Bình Chánh ha, rất là tiện lợi. Về chỗ Bình Tân thì khoảng tầm 15 phút là tới ngay chỗ vòng xoay An Lạc. Và về đầu đường Nguyễn Văn Linh, cuối đường Nguyễn Văn Linh thì khoảng tầm 10 phút thôi. Đi qua chợ Bình Chánh, quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Linh, hoặc là đi về Võ Văn Kiệt qua quận 6. Đó, xe hơi đậu trước nhà luôn quý vị. Các anh chị có nhu cầu hãy liên hệ ngay để mình được đi xem nha. Đây là căn nhà rẻ nhất có hẻm xe hơi ngay nhà thờ Bình Chánh. Giá tốt nhất, cam kết với các anh chị luôn, giá tốt nhất hiện tại. Và các anh chị có nhu cầu hãy liên hệ để được đi xem. Hãy đăng ký kênh để mình sở hữu những căn nhà trong tương lai gần. Xin chào và hẹn gặp lại.